địch Đại Nhật ba sừng phong thần khi hòa thiên thần tóc trắng lần át xương tử và cảnh điểm tạo hình thiên thần tóc trắng của nhật ba gây sốt và được xem so với cảnh điểm và dương tử địch đại nhật ba được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng tốt đầu si bít hiện nay tuy diễn xuất còn gây tranh cãi sau nhan sắc của nàng mỹ nữ tân cương luôn khiến dân tình phải ngưỡng mộ mới đây địch đại nhật ba đã lộ diện với một tạo hình tóc trắng cực kỳ xuất sắc khiến dân tình đứng ngồi không yên Mở đây tạp chí Lofiso đã nhá hàng hình ảnh đầu tiên của địch nệ nhật ba trên trang bìa tháng 3. hình ảnh của cô nàng vừa lộ diện đã ngay lập tức gây sốt cộng đồng mạng khiến dân tình bàn tán xôn xao trong hình ảnh mới nàng mỹ nữ tân cương để một mái tóc màu bạc cực kỳ bắt mắt ánh mắt sắc lạnh của nhật ba cũng là điểm thu hút người nhìn hình ảnh hóa thiên thần tóc trắng của nhật ba nhận được vô số lời khen ngợi của công chúng có nhiều ý kiến bày tỏ trong cô nàng đẹp hơn hẳn thời đóng an lạc truyện cùng cung tuấn tạo hình tóc trắng của nhật ba ở dự án cổ trang này bị khán giả chê bai vì vừa giả lại khiến cô nàng như rủ thêm cả chục tuổi. ngay lập tức tạo hình tóc trắng này của Nhật Ba đã được lên bàn cân so sánh với Dương Tử và Cảnh Điểm. Trước đó trong bộ phim Trầm Vũn Hương Phai, Dương Tử cũng từng gây sốt với một tạo hình tóc trắng cực đẹp. Hai Cảnh Điểm cũng từng gây sốt khi hoàn thành công chúa tóc trắng đẹp mê mẩn. Hiện tại công chúng đang vô cùng mong ngóng, được thầy chọn bộ ảnh tóc trắng của địch đệ Nhật Ba.